Xin chào, hôm nay Lật Án sẽ chia sẻ với các bạn về một vụ án giết người đã để lại nhiều nỗi ám ảnh với người dân Nhật Bản bởi tính tàn độc của nó. Điều đáng nói, sát thủ chỉ là một đứa trẻ mới 11 tuổi. Không bàng hoàng, không run sợ sao được khi mà đứa trẻ ấy là một bé gái và còn học chung trường với nạn nhân. Bất cứ kẻ giết người, kẻ phạm tội nào trên thế giới cũng đều đáng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng người ta biết làm sao với một bé gái đang ở độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Để biết cụ thể hơn, chúng ta sẽ quay ngược thời gian trở lại mùa hè năm 2004, tại một thành phố ở Nagasaki tên là Sasebo. Ngày 1 tháng 6 năm 2004, vào khoảng 12 giờ 35 phút buổi trưa, tại trường tiểu học Okubo, các em học sinh lớp 6 đang bắt đầu ngồi xuống ăn trưa. Dường như không có gì khác thường ngoại trừ một chi tiết nhỏ, giáo viên chủ nhiệm phát hiện hai bạn trong lớp đã biến mất, đến khi cả lớp đang nháo nhác, cô giáo hỏi xem có bạn nào biết hai bạn đã đi đâu, thì bỗng nhiên một trong hai cô gái mất tích đã xuất hiện trước cửa lớp. Người cô bé dính đầy máu và trên tay cô là một con dao cắt giấy. Cô giáo lo sợ điều tồi tệ nhất, rằng cô bé đã tự lấy dao tự làm tổn thương bản thân, nhưng đó là lúc cô bé nói điều gì đó mà không ai lường trước được. Đừng lo, đây không phải máu của em. Tay cô bé chỉ xuống hành lang và đó là khi những gì đã xảy ra trở nên rõ ràng. Cô bé mất tích khác, tên là Satomi Mitarai, 12 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng úp mặt trong vũng máu của chính mình, với một vết rạch sâu 4 inch trên cổ cùng với một số vết chém khác trên cánh tay và bàn tay. Đến lúc này, các nhân viên y tế của trường đã vô cùng hoảng loạn, nhưng thật không may do mất quá nhiều máu họ không thể thể cứu được mạng cô bé. Cảnh sát lập tức đến phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra. Các giáo viên trong trường Okubo nhận được chỉ thị cho tất cả học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 5 nghỉ học buổi chiều. Các em tự đi về theo nhóm, còn toàn bộ học sinh khối lớp 6 ở lại để thẩm vấn. Natsumi Tsuji, tạm gọi là cô bé A, là nghi can số 1 và bị cảnh sát đưa về đồn phục vụ công tác điều tra. Đó là khi toàn bộ câu chuyện bắt đầu mở ra. Cô gái A bắt đầu khóc nức nở và ngay lập tức tự thú về hành vi phạm tội của chính bản thân. Cô liên tục nói, cháu đã làm điều xấu, cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi với cảnh sát. Cô bé khai sau giờ học buổi sáng, em ấy đã dụ được Satomi vào lớp chỉ bằng cách hỏi cô ấy, đến đây nhanh, một giây là đủ để đưa Satomi vào phòng và ngồi trong đấy, khi cô gái A kéo rèm lại. Sau đó cô gái A đứng đằng sau Mitarai, đưa tay bịt mắt Mitarai rồi đưa con dao cắt giấy cứa đứt cổ họng của bạn, khiến cô bé khuỵu ngay xuống sàn nhà. Trước khi cuộc tấn công tiếp tục, mọi chuyện càng trở nên đáng lo ngại hơn khi cô gái A đã không đến lớp để báo cho giáo viên của mình ngay sau đó. Trên thực tế, đã có khoảng 15 phút mà cô gái A chỉ đơn giản là đứng đó và nhìn Mitarai chảy máu. Ở đồn cảnh sát, cô đã qua đêm tại đây, nhiều lần liên tục quấy khóc, không chịu ăn. Cô gái A ban đầu không đề cập đến động cơ giết người. Khi được hỏi, cô liên tục lảng tránh, từ chối trả lời. Cuối cùng, với nghiệp vụ của cảnh sát, cô gái A đã giải thích động cơ giết người của mình. Một cách ngắn gọn, cô đã giải thích rằng tất cả sự việc này đều bắt đầu từ những bình luận được để lại bởi Satomi Mitarai trong trang cá nhân của cô gái A trên Internet. Nội dung của những bình luận được Mitarai để lại bao gồm việc Mitarai xúc phạm và chê bai rằng cô gái A bị thừa cân và gọi cô bằng biệt danh Goody Goody. Theo như mình tìm hiểu thì Goody Goody có nghĩa là người hay lên mặt đạo đức một cách lố lăng. Kết quả kiểm tra tâm lý cho thấy cô gái A không hề bị bệnh tâm thần và từng có những hành động bạo lực như đấm và đá các bạn cùng lớp khác. Bé Satomi là con út trong gia đình có 3 người con và là con gái duy nhất của gia đình. Mẹ cô bé qua đời vì bệnh ung thư vào tháng 9 năm 2001 và Satomi đang sống ở tầng 3 của một tòa nhà có văn phòng với cha và anh trai 14 tuổi. Anh trai cả là một sinh viên đại học 20 tuổi nên sống xa nhà. Satomi được chuyển đến trường tiểu học Okubo vào tháng 4 năm 2002.
khi bố của cô bé được điều động đến Sasebo công tác, đúng ngày quốc tế thiếu nhi, ngày 1 tháng 6 năm 2004, anh Kai Ojimitarai, 45 tuổi trưởng văn phòng đại diện của tờ báo lớn của Nhật Bản ở Sasebo, không thể tiễn chân con gái Satomi Mitarai, 12 tuổi, đi học vì còn đang bận việc. Nhưng chính ông bố này cũng không thể ngờ rằng đó là ngày cuối cùng ông được nhìn thấy con gái nhỏ của mình còn sống. Kiyoji bày tỏ cảm xúc trong cuộc họp báo ngay tối hôm xảy ra vụ việc. Tôi không thể hiểu được tại sao tai họa lại xảy ra với con tôi như vậy. Con bé rất ngoan ngoãn, hiền lành. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống không có con bé bên cạnh. Anh Kiyoji cũng cho biết, trước đó anh chưa hề nghe bất kỳ điều tiếng nào về con gái ở trường. Anh kể, sau khi vợ tôi qua đời 2 năm trước, tôi đã thương yêu và nuôi nấng con bằng tất cả tấm lòng của một người cha. Khi được hỏi muốn nói gì với kẻ đã giết con gái mình, anh Kiyoji nghẹn ngào, con bé là bạn cùng lớp, trạc tuổi con gái tôi, vì vậy tôi hy vọng nó sẽ có lời giải thích rõ ràng về những gì đã xảy ra sau khi bình tĩnh lại. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2004, Tòa án gia đình Nhật Bản đã đưa ra phán quyết quyết định buộc tội cô gái A, bỏ qua hết những quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự tại Nhật Bản và độ tuổi còn rất trẻ của cô gái A vì mức độ nghiêm trọng của vụ giết người. Cô gái A được đưa đến một trại giáo dưỡng nằm ở tỉnh Tochigi, Nhật Bản. Tòa án gia đình quận Nagasaki ban đầu kết án cô gái A 2 năm tù vì cho rằng cô không tự nguyện phạm tội. Hay nói cách khác là cô gái A có vấn đề về tâm thần, tâm lý bất ổn, nhưng bản án đã được điều chỉnh tăng thêm 2 năm tù nữa vào tháng 9 năm 2006 sau một cuộc đánh giá tâm lý của cô gái A. Năm 2008, cô gái A được trả tự do và gia nhập cộng đồng chung với một cái tên mới, và có lẽ là một con đường mới trong cuộc đời, còn hiện tại cô ấy đang ở đâu, thực sự không ai biết. Chỉ có thể hy vọng cô ấy đừng bao giờ làm tổn thương người khác nữa. Khi sát hại Satomi Mitarai đã mặc một chiếc áo in chữ Nevada, ngay sau khi bức ảnh về cô lan truyền với một nụ cười trên môi đã ảnh hưởng đến truyền thông đại chúng, chiếc áo Nevada trở nên hot hơn bao giờ hết. Đó là nơi xuất phát biệt danh Nevada-tan, trong tiếng Nhật có nghĩa là Nevada nhỏ bé, ám chỉ dòng chữ trên trang phục của cô ấy. Ở những nơi khác, họ cũng biết cô ấy với cái tên Nevada-chan, thậm chí còn có cả những bạn trẻ thích cosplay thành Nevada Girl. Chiếc áo cô mặc trong một bức ảnh được chụp chung với cả lớp là áo len Reno của trường Đại học Nevada ở Hoa Kỳ. Vì vậy nên đã có một khoảng thời gian dài áo len Reno là mặt hàng bán chạy và đắt giá nhất của Đại học Nevada. Nó bán chạy đến nỗi vì không muốn ảnh hưởng đến giới trẻ. Cuối cùng, Đại học Nevada quyết định gỡ mẫu áo len Reno khỏi danh sách bán hàng trên website của trường. Còn giả thuyết nào khác thì hãy cùng bàn luận thêm ở phần bình luận bên dưới nhé. Nếu các bạn yêu thích thì có thể ủng hộ Lật Án bằng cách ấn vào nút đăng ký và yêu thích video này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.